Xin chào quý vị các bạn và bà con. Hôm nay công ty Thép Giấy Máy sẽ bàn giao máy băm cành cây Takio TK65 cho bà con tại tỉnh Bình Phước. Cảm nhận của anh như thế nào khi nhận con máy này? Như tôi thấy thì cái mà nó băm cái cây như thế này á thì quá ok rồi. Này là băm như thế này là rất là nhỏ, không cần phải làm lại làm gì hết này. Như thế này là khi mà mình chặt cành chặt đồ xong thế là mang nó băm là gọn gàng hết luôn, mình đi ủ được này. Đó, như thế này thì quá tốt rồi. Chứ bình thường mình vườn nhà tôi nó rộng như thế này này, mà mỗi lần chặt cây xong mà kéo đi để mà để đống đồ á, nó đâu có khô luôn đâu, cũng không đốt được, cũng không làm gì được, để nó rất là lâu, rất là vương víu á. Giờ có cái máy giờ nó băm này ok quá. Nhưng mà ấy, cho xem được con dao không? Dạ được anh. Đâu đây xem cái con dao nó thế nào này. Đây chứ anh mở dao, anh mở cái bên đây nó có một cái khóa. Anh mở khóa đập vào. Đây đây. Đây là dao đây đúng không? Ngon đấy nha. Cái này băm nãy giờ mà dao không có vấn đề gì luôn. Đây là nó sử dụng được từ thép SKD11 và được rèn tao nhiệt, nó cứng lắm anh. Rồi ok quá rồi. Nhà băm nãy giờ cây cứng như vậy mà dao mình chặt có khi còn mẻ nữa, mà cái này băm cái này nát cái này mà dao rất là cứng là ok. Rồi cảm ơn anh em đã chịu khó xuống tận đây giao máy cho tôi nha. Dạ. Cái này con máy là tôi rất là ok. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.